chào tất cả mọi người, mình là Thùy Anh và Thùy Anh rất là vui ngày hôm nay đã đến đây để gặp được anh Huy và bạn Huy. Em hơi ngại, Huy hơi ngại. Hôm nay đến với chương trình em có một món quà dành cho chị Thùy Anh. Bạn có thể tiết lộ đó là món quà gì không? Hay là mình làm luôn để cho bất ngờ? Dạ, cho em xin nhạc. Nhạc. Nhảy chắc là nhảy. Hôm nay em đến với chương trình là vì có chị Thùy Anh. Hôm nay anh đi dẫn chương trình, hay giờ là còn Thùy Anh. Theo dõi chị cũng đã lâu rồi, nhưng hôm nay mới có ngày gặp mặt. Cảm xúc của em ngay lúc này là muốn nắm bàn tay của chị thật chặt. Xin cảm ơn vì những vai diễn mà chị đã dành tặng cho đời. Thành công hôm nay mà chị có được là do nỗ lực chứ không phải là do trời. Em chúc chị mạnh mẽ như đại bàng, lúc nào cũng đập cánh giữa không trung. Luôn can đảm như siêu anh hùng, chẳng bao giờ để tâm hồn mông lung. Từ ngày mang tương lai ra sao, phía sau lưng chị thì vẫn luôn có em. Nào nụ cười tươi xinh như bông hoa, chẳng ai buồn lây như những gót sen. Dù cả thế giới không ai yêu thương, cứ trở về nhà bên nơi đó có em. Bài nhạc này ôi chào hay ghê, vì xin cảm ơn mẹ đó đã khen. Dù ngày mai tương lai ra sao, phía sau lưng chị thì vẫn luôn có em. Nào nụ cười tươi xinh như bông hoa, chẳng ai buồn lây như những gót sen. Dù cả thế giới không ai yêu thương, cứ trở về nhà bên nơi đó có em. Bài nhạc này ôi chào hay ghê, vì xin cảm ơn mẹ đã quá khen. Chị xin cảm ơn Huy Việt đã cho chị một bài hát rap. Dù chị không nghe được rõ lời nhưng mà chị rất là thích nó. Trời ơi, tôi nổi da gà hết luôn á.